Mọi người tới với cả PC Gaming. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chiến cái tựa game đó là Ren. Đây là một tựa game đang trong giai đoạn Early Access. Nó là game sinh tồn nữa các bạn. Thì ở đây mình có để một cái link torrent dưới phần mô tả video. Cái link torrent này thì khi các bạn download về thì nó sẽ nặng khoảng tầm đó là 7 GB. Nhưng mà khi các bạn giải nén ra ấy, thì nó lại phình cho tận 26 GB, hiểu chưa nào? Cho nên các bạn là chuẩn bị cái dung lượng cho đủ để mà giải nén nhá. Thì đơn giản thôi. Download về giải nén ra là các bạn có thể chế được luôn cái tựa game Ren này. Các bạn hãy mở cái file game lên. Đây này. Ở đây có cái file launcher các bạn thấy chưa? Các bạn chỉ cần chạy lên là được. Mình sẽ chạy nó với quyền admin nhá. Đây là một tựa game thể loại co-op. Nhưng mà cái co-op thì mình không biết nó có chơi được không? À đúng rồi, thời điểm hiện tại thì cái trang chủ của Ren họ đang mở rất là nhiều cái server miễn phí, server early access cho chúng ta vào chiến thử. Còn những ai mà muốn có server riêng ấy thì các bạn bắt buộc phải mua. Mua với cái giá rất là khoai, mình thật sự là cái game này server nó bán đắt kinh khủng luôn. Nếu chúng ta mua một cái server loại xịn ấy thì nó phải rơi khoảng tầm 500 đô. Còn server cùi cùi tầm trung thôi thì cũng khoảng tầm từ 20 cho đến 40 đô. Rất là đắt. Còn riêng game thôi ấy, thì nó bán với giá là khoảng tầm hơn 200 nghìn trên Steam. Còn đây là bản crack nhá các bạn. Chúng ta sẽ download cái bản crack này về và chơi ké mấy cái server early access mà bên trang chủ của Ren họ mở ra cho chúng ta. Nhưng mình không rõ lắm, nhưng mà có lẽ là những cái server này nó cũng có cái thời hạn nhất định. Cho nên là các bạn hãy rủ bạn bè các bạn tranh thủ mà chiến nhá. Tranh thủ mà download cái bản game này về để mà chiến mấy cái server thử nghiệm mà bên nhà sản xuất họ phát miễn phí, họ mở miễn phí. Đây thì game đang chạy nhá các bạn đợi chút, nó vào hơi lâu. Đây là một cái tựa game về thể loại sinh tồn, có đồ họa rất là đẹp. Đây, sau khi vào game thì các bạn có thể chỉnh qua cái phần option một chút, nhưng mà option thì mình sẽ để yên luôn, mình không động chạm gì hết. Từ cả phần video, audio và cả control, thế nào? Đây các cái nút sử dụng trong game này, các bạn có thể thay đổi thế nào cũng được nhá. Đó, khá là nhiều nút đúng không nào? Mình thì sẽ để yên mọi thứ nhá. Bây giờ thì để chơi game các bạn ấn vào phần pin server ở đây. Đây thì ở đây nó hiện ngay sẵn một cái server rồi. Server này là cái server cái gì nhỉ? Mình quên rồi. Nãy mình nó hiện ra tận 4-5 cái cơ, nhưng mà bây giờ còn có cái rồi. Cứ refresh này nó hiện rồi. Còn các bạn muốn tạo một cái server các bạn ấn vào hot ở server ở đây. Thì khi đó nó sẽ đưa các bạn tới cái trang chủ của cái game này. Đây này, mình sẽ mở cho các bạn coi nhá. Nó sẽ đưa các bạn đến cái trang này, rengame.com server. Đây các bạn có thể click vào đây để chọn những cái server mà các bạn muốn mua. Đôi 4 6 7 8 thì có 8 cái nhà cung cấp server, thì các bạn thích mua cái server của nhà cung cấp nào cũng được. Nhưng mà theo mình thấy thì nó rất là đắt, cho nên là thôi mình sẽ chúng ta chỉ loanh quanh trong cái bản crack thôi, thế nào, với cái server miễn phí thôi. Nãy nó hiện ra 4-5 cái cơ, giờ đã còn có cái này, mình chả biết tại sao. Đây là bản game này nhỉ. Vào cái phần rent server, chạy rent server lên. Là khi chạy game mà nó chạy song song với cả cái bảng console đen này thì có nghĩa là chúng ta sẽ có một server để chơi. Refresh phát. Sẽ nó hiện thêm đâu. Rồi, mất hút luôn. Nếu mà cái server nó mất hút rồi thì các bạn cứ thoát game ra vào lại là lại có nhá. Đây, giờ thì nó lại thành hai cái server rồi. Mình sẽ ra ngoài file game. Trong cái phần rent server này mình chạy cái này phát nữa, chắc cái này sẽ lòi ra ba cái server nhỉ. Mình không biết là những cái server này có kết nối được với nhau để chơi được không, mình không có hai máy tính cho nên mình không thử được, mình chỉ có một cái máy tính mình đang dùng thôi. Các bạn có thể lên Discord, các bạn có Discord nhỉ? Discord là một cái phần mềm chat voice của game thủ rất là nổi tiếng. Thì đây nó cũng hướng dẫn chúng ta đó là join cái Discord này. Các bạn chỉ cần join Discord là các bạn để vào được cái trang Discord của Ren server. Ở đây mình có vào rồi đây. Thì ở đây họ toàn là người nước ngoài thôi, cho nên là nói chuyện khá là khó. Đây họ có vào chung room để chơi với nhau này. Okay. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đông. Nhưng mà đáng tiếc là họ nói toàn tiếng Anh thôi.
cái gì đấy. Hơn nữa cái server của nó, họ thì chưa chắc họ đã xây chúng ta. Họ có mua cái server nhưng mà làm cách nào để họ xây chúng ta thì mình không biết. Mình chịu thôi. Okay. I got it. I'm gonna wear like chest piece armor and everything else. Đấy, chest họ lên trên toàn cái gì ấy? Shoulder pads. Từ ra thì họ đang trong game ấy. Does anyone's personal base have a? Có lẽ là họ mua một cái server nội bộ, sau đó họ chia sẻ cho nhau thôi. No. Còn mình vào thì cứ như người ngoại lai. What the fuck? Bắn. Rồi cái server lại mất hút rồi. Fuck. Cứ refresh nhé các bạn. Không phải thoát game vào lại nó đang hiện ra. Rồi mình sẽ add TF4 và vào lại game. Tắt cái này đi luôn. Chạy lại cái launcher nhá. Cái này nó cũng giống như là game root đấy. Server nó cũng bán. Giờ phải mua server sau đó mới chơi được. Mà server nó bán đắt vãi chưởng. Đã thế thì còn còn chỉ mua được theo tháng thôi. Mấy chục đô mà chỉ mua được có một tháng, what the fuck. Game này ăn dày rồi. Không biết chất lượng đến đâu. Đây các bạn thấy. Nói là chúng ta có thể đặt password để quản lý những người chơi chúng ta, dành cho người chơi bạn bè chúng ta chơi rồi. Vào lại game. Cái này nếu mà chúng ta không zone vào bất cứ một server nào thì chúng ta không thể chơi được các bạn. Nó không có chế độ single player. Nó buộc chúng ta phải chơi multiplayer. Cửa. Vì cái game này nó đang trong giai đoạn đó là early access. Với cả nó có lập trình viên quản lý liên tục. Cho nên là việc hack cái server mình nghĩ cũng khó mà thực hiện được. Sắp tới nếu mà có cái server hack nào đó thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Còn không thì mình cũng chịu rồi. Đây giờ lại nói ra ba cái server, what the fuck. Thì các bạn ấn vào cái nào cũng được nhá. Các bạn thích cái nào các bạn ấn vào cái đó nhá. Mình sẽ chọn cái server ở giữa nhá. Sau đó mình ấn zone server. Nó sẽ vào game chúng ta. Này. Rồi bị đơ rồi. Không vào được game thì lại ART 4 thôi các bạn. Sau đó thì chúng ta lại vào lại game. Cứ cái vòng lặp như vậy. Khi nào vào được game thì thôi. Thì game này là game early access cho nên là bị lỗi cũng là điều dễ hiểu các bạn ạ. Nó chỉ trong cái giai đoạn thử nghiệm mà. Có lỗi là điều đương nhiên. Nãy mình vào mình chạy một vòng loanh quanh rồi. Xong rồi đứng máy. What the fuck. Tiếc là cái phần server này mình không có hai máy để thử xem là có kết nối hai máy chơi với nhau không. Nếu được thì các bạn có thể kết nối chơi cùng bạn bè. Không thì các bạn cứ loanh quanh trong game, các bạn thấy game hay thì có thể đầu tư mua server. Server này thì game này có nhà phát triển riêng, cho nên là các bạn cứ yên tâm là nếu các bạn đã mua server thì cái server nó sẽ được phát triển. Chỉ tiếc là các bạn phải trả phí hàng tháng thôi, còn quá là đắt. Nhưng mà cái game này thì mình thấy đồ họa khá là đẹp. Các bạn có thể liên tưởng tới cái game đồ họa thì các bạn có thể liên tưởng tới cái Fortnite hoặc là cái game game gì nhỉ? Game Realm Royale, cái game mấy cái game thể loại Battle Royale gần đây thì cái đồ họa của nó khá là giống. Bởi vì cái tựa game này nó cũng được xây dựng bằng cái trình Unreal Engine các bạn ạ. Trình làm game. Đây, pin server. Đây là một đống server này. Giờ mình sẽ zone bừa cái server đó. Có phải không được à? Rồi thì nó mất hết server rồi. Favorite. Không vào được các bạn. Cái này nó còn trái gió trở trời như này nữa. Lúc thì vào được, lúc thì không vào được. Zone server. Rồi. 2 hours later. Rồi thì vào được rồi các bạn. Well, I'm collecting five right now. Đây. Đây là cái đồ họa của tựa game này và nhân vật của mình đây. Mình chả biết làm gì trong này cả. Nãy mình vào mình cũng chỉ chạy loanh quanh thôi. Those crit things don't mean 10% crit damage on a boss. It's 10% more crit. Grab, grab, grab.
Yeah, it's a 10% increased chance to get a crit roll on your craft. Chúng ta thiếu những nguyên liệu các bạn ạ. Mà mình không biết thu thập nguyên liệu như thế nào cả. Nãy mình vào mình chỉ chạy vòng quanh như thế này thôi. Sao mày nói nhiều quá. Quên, hình như mình tắt âm thanh của cái game luôn rồi. Đây rồi các bạn. Thỉnh thoảng hình hơi bị giật, nó đứng khó chịu lắm. Thật sự thì mình chả biết làm gì trong game này cả. À đúng rồi, nãy mình có chạy đuổi đấm con lợn này. Làm gì với nó đây nhỉ? Nãy mình đấm nó chạy mà. Sao nó nhìn mình kìa? What the fuck? What? Điên à? Stouty good. Chả làm gì được nó cả. Chạy lên quanh thôi các bạn ạ. Nhưng chẳng biết thu thập cái gì luôn. Con lợn này. À đâu, hòn đá. Được. À, đấm mà được dưa hấu à? Hay nhỉ? Ấn số 1. Ấn số 1 ăn dưa các bạn ạ. Đấm đá được không? ART là giữ chuột rồi. Spike thì nhảy. Control, Shift, V, Q, C, Monty. Ăn dưa. Kiếm dưa ăn các bạn ạ. À, cái cây đấm rồi. Click chuột nhé các bạn. Chúng ta sẽ được lên level đấy. Đấm dụng cái cây rồi. Mới đấm bao giờ đây? Đến level đây. Ơ, sao không chạy nhanh nữa nhỉ? Nhấn nhầm cái gì nhỉ các bạn? À, ở phím đeo nhé các bạn. Đấm mấy cây. Chấm F. Đủ 20 F rồi. Ít vậy. 5%. À, mình vừa chế tạo cái quần à? Hay vậy. Quần mặc thôi. Quá rồi. Ngon. Hết rồi. Áo mặc rồi các bạn ơi. Đi đấm thêm. Làm giày á. Này nào, này nào. Chết được giày các bạn ơi. À, thiếu. Nó vừa phải có sợi với cả vừa phải có cả cái cành cây đấy này. Mình cứ chế hết cành cây cho nên không chế được. Đấm đấm một lúc là giàu.
Nhưng mà mình bị tụt máu mana. Ai chết được rồi này. Ngon, có dây đi. Có thu thập được gì nữa nhỉ? À còn chế cung tên nữa nè các bạn ơi. Tên áo giáp, thức ăn nữa. Đi đấm dầu kiếm gan. Hết dầu rồi. À đây dầu này. Ăn nó lên một tí đi các bạn ạ. À, tìm dưỡng khó. À đây dưa đây rồi. Có bụi dưa nữa này. Lên level luôn. Bay luôn. Kêu lưu tí nhỉ. Đấm giữa chán. Nãy mình đấm con lợn nó chạy cơ. Không biết đấm bao giờ nó mới chết. Xong rồi lúc nãy mình còn gặp một con chó sói nữa và bị nó cắn chết. What the fuck? Đấm không lại nó. À kìa, ôi con chó sói kìa. Né ra. Đứng các bạn đừng đến gần nó nhá, đánh nhau không lại đâu. Nãy mình đấm thử rồi. Đập mình sắp bật lì luôn. Nó khỏe lắm. Có cái quả gì ấy? Rotten fruit. Trái cây à? Chả biết là gì nhưng cứ lấy. Ôi con chó rồi. À kìa. Để ý nó. Nó ra là mình coi ấy. Chạy cũng trả lại đấy, nó chạy nhanh lắm. Đi chỗ khác vậy. Đây gì này. Chết rồi, hết dừa rồi, sắp hết thức ăn rồi. Trên này không có cái bụi dưa nào nhỉ? Sắp chết đói rồi. Khoan á, nếu mà mình lên level thì mình phải được tăng cái gì đó. Gì vậy? Sao phải học cái kỹ năng này vậy? Cái này khó mò quá. Ôi. Con chó màu trắng. Chuột. What the fuck? Laputa. Thành phố trên không trung. Lên được à? Được hết. Ok. Càng lúc càng tốt. Chết
chết rồi, phải kiếm cái gì? Ôi có một đàn ở đây luôn, vãi lúa vậy. Con gì đấy? À! Không có bụi dưa nào nhỉ? Chết rồi. Có một nửa thanh HP thôi. Mày quá, con chó nó không dí mình. Nó sao lại đập vào đá nhỉ? Ơ? Mình bị dính độc hay cái gì đấy? Như là nháy màn hình vậy đấy. Hay là lên cao quá, không khí loãng, không thở được. Ui ôi. Ngã núi nữa cả. À, cái cây này đấm có vẻ được cái gì đó. Chả được cái đấy gì. Kia nó sáng ấy. Cây gì đấy? Đấm cái này phát xem nó có đánh mình không? À, không các bạn ạ. Ngại. Hả? Nó chui xuống đất. What the fuck? Đá ai đấm được không nhỉ? Ai đập gì cả? Không đấm đá được. Chắc là có dụng cụ gì đó thì nó khai thác mấy hòn đá được. Nên xem cây này cây gì nhỉ? Không đẹp thế. Ồ, chỗ này nhìn đẹp lắm các bạn. Cây ngoài màn hình nhỉ? Ngoài màn hình trời. Con gì to chưa kìa? Con bò à? Hút mình không nhỉ? Trông nó kinh quá. Con nó dí mình. Con nó dí mình các bạn ơi. Ăn lên thôi. Hai em anh ơi, hai em anh ơi. Chút lời kẹt. Ây ui, ây ui, ây ui. Con bơ mày đánh tao. Tao có đấm mày đâu. What the fuck. Nó vẫn đuổi các bạn ạ. Chết rồi. Nó sao rồi? À, nó bắt giấu mình rồi. Mày quá. Tự nhiên đến đây gây sự con bò. What the fuck. Mặc dù mình có con gì đấy. Sao con gì nhìn mình cũng thù địch vậy? What the fuck. Mình bị kỳ thị ở đây à? Really. Con mớ thì mày đuổi tao. What the fuck. Ở đấy sau này khi mà anh đã có vũ khí các thứ, anh sẽ quay lại anh thịt chúng mày. À, con chim người mình. Đúng rồi, trốn thôi. Chết, đến đây gặp con hai sừng rồi đó. À, có cánh cổng gì đó này. Red S, shoot teleport. Rồi, ăn S rồi đấy, sao? Đến chỗ khác thật rồi các bạn ơi. Rồi, quay lại chỗ lúc nãy à. Ấn F phát. Ở đến chỗ nào ấy? Này. Chỗ nào cũng như nhau à? Chỗ nào cũng nhiều bò như nhau. What the fuck. Có cái nhìn đẹp chưa? Nó có dí mình không? Chết rồi, mình hết thức ăn rồi. Sắp chết đói rồi. Thôi cho nó giết cũng được. Tao làm gì mày đâu, what the fuck. Ôi, ra đấm cho tao phát trước khi chết. Ôi, đừng chạy, tao đấm phát nào.
để ra là thôi đấm bò vậy. Ok, Submarine. Rồi, đó là game mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Game có tên đó là Ren. Hiện tại đang trong quá trình đó là Early Access. Và bản này là bản correct và mình chỉ có một file torrent thôi. Các bạn có thể download về và nghịch thử nhá. Bây giờ mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn chiến cái tựa game rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.